Ngày 12 tháng 7, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đã tổ chức họp cùng với một số cơ quan liên quan để thống nhất kế hoạch cưỡng chế thi hành án. Đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện chủ trì hội nghị. Theo bản án số 21 ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên và bản án số 09 ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Định Hóa có nội dung tóm tắt buộc bà Đỗ Thị Ước và ông Trần Tuấn Anh phải tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng sân bóng cỏ nhân tạo, di chuyển tài sản, cây trồng trên diện tích đất của thửa 1A, tờ bản đồ số 20 và thửa 2A, tờ bản đồ số 20 thuộc tổ dân phố Tân Á, thị trấn Trợ Chu. Bản án cũng buộc bà Đỗ Thị Ước phải trả lại cho bà Trần Thị Nga có địa chỉ số nhà 40 phố Trung Kiên, thị trấn Trợ Chu, gồm 244 m vuông đất trồng lúa nước thuộc thửa 1A, tờ bản đồ số 20 và 425 m vuông đất trồng lúa nước thuộc thửa 2A, tờ bản đồ số 20 thuộc tổ dân phố Tân Á, thị trấn Trợ Chu. Đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa cấp cho bà Trần Thị Nga ngày 1 tháng 9 năm 2000. Sau khi ban hành quyết định thi hành án, Chấp hành viên tri cục thi hành án dân sự huyện Định Hóa đã thực hiện các thủ tục thông báo, xác minh, đôn đốc thi hành án theo quy định. Ông Trần Tuấn Anh là người thuê lại mảnh đất của bà Đỗ Thị Ước để kinh doanh đã tự nguyện tháo dỡ tài sản và công trình cây cối trên đất. Tuy nhiên, còn lại đoạn kè xây dựng bằng đá dài 30m, cao 1,5m, rộng 25cm và tường rào bằng gạch không nung rộng 15cm, cao 1,5m trên thửa đất 1A tờ bản đồ số 20 chưa được tháo dỡ do bà Đỗ Thị Ước không tự nguyện giao trả đất cho bà Trần Thị Nga theo bản án và quyết định thi hành án. Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo cưỡng chế thi hành án dân sự huyện cùng trao đổi, bàn bạc bà các giải pháp để thực hiện cưỡng chế, tháo rỡ đoạn kè bằng đá và từng rào bằng gạch không nung trên và giao hai thửa đất 1A và 2A cho người được thi hành án. Các điều kiện cưỡng chế phải hiệp đồng thống nhất giữa các cơ quan đơn vị để đảm bảo an toàn cho người thực hiện cưỡng chế và bị cưỡng chế. Công tác cưỡng chế cần diễn ra nhanh chóng đảm bảo phòng dịch, thời gian thực hiện dự kiến vào cuối tháng 7 năm 2021.